tập 4 của sát Tang mùa 4 tiếp tục duy trì sức hút với khán giả bằng những màn thuyết phục và chốt điên gây cấn. Mở bát cho tập này là sát cấp của tôn nữ Xuân Quyên đến từ công ty Blue Saigon, kinh doanh bút ngọc trai. Tôn nữ Xuân Quyên Bên cạnh màn thuyết trình và những chia sẻ của Xuân Quyên trong màn gọi vốn, nhiều người còn chú ý đến sự xuất hiện của ba cô, doanh nhân Tôn Thạnh Nghĩa. Được biết, ông Tôn Thạnh Nghĩa là tổng giám đốc Tôn Văn Group, chuyên xuất khẩu nút áo, cúc áo bằng vỏ sò và ngọc trai sang rất nhiều nước trên thế giới, doanh thu lên đến 40 tỷ đồng một năm. Với 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình, ông Thành Nghĩa vẫn được ví như là vua cúc áo. Ông Tôn Thành Nghĩa đưa con gái đi chinh phục các cá mập sát tan. Tuy nhiên xuất thân khủng của Xuân Quyên cũng chính là lý do khiến các xác không khỏi thắc mắc về sự khác biệt giữa Blue Saigon và công ty của ông Tôn Thạnh Nghĩa trả lời câu hỏi này, Sơ tá Cấp Xuân Quyên cho biết, công ty của bố tập trung vào xuất khẩu sản phẩm nút, không phát triển thương hiệu. Còn Blue Saigon sản xuất bút, trang sức, ốc tường, các sản phẩm về vỏ sò, ốc, ngọc trai với mong muốn tạo ra sản phẩm của người Việt Nam, có thương hiệu trên thương trường. Kết quả, Sát Việt đã chốt điều đầu tư cho Xuân Quyên với 4 tỷ đồng cho 32%. Theo thông tin chia sẻ trên chương trình và trang cá nhân, tôn nữ Xuân Quyên có một chị em sinh đôi và một em trai. Cô từng du học ngành tài chính và bất động sản ở Đại học Brigham Young, bang Utah, Mỹ, là trường đại học tư thục lớn thứ hai của nước Mỹ. Hình ảnh Xuân Quyên tại công ty Sau khi đi du học về, Xuân Quyên tham gia điều hành công việc kinh doanh của gia đình và cho ra mắt thương hiệu Blue Saigon tháng 11 năm 2020. Hiện tại cô đã kết hôn được 10 năm và có hai con trai. Mái ấm nhỏ của vợ chồng Xuân Quyên ảnh ban tổ chức fbnv